những câu chuyện cổ tích từ lâu đã là một phần tuổi thơ của chúng ta. Dù cho người kể có là ai đi chăng nữa, thì cái kết mà chúng đem lại thường chỉ có một, đó là một kết thúc có hậu. Thế nhưng, đã bao giờ các bạn biết rằng nguồn gốc thực sự của các câu chuyện ấy đáng sợ tới mức nào hay chưa? Điển hình như là anh em nhà Grimm, những câu chuyện của họ đã từng được tiết lộ là sở hữu những cái kết hoàn toàn khác. Chẳng hạn như là cô bé lọ lem cắt gót chân để đi vừa giày thủy tinh, hoàng hậu độc ác trong truyện Bạch Tuyết thì phải nhảy múa trên một đôi giày sắt nung đỏ, hay cô bé quàng khăn đỏ thực ra cũng nhận một cái kết không khác người bà của mình là mấy. Những câu chuyện dị bản này dù không được xác thực cụ thể, song nó đã đem đến cho ta những góc nhìn mới có phần thực tế hơn của những câu chuyện cổ tích xưa cũ. Và trong video ngày hôm nay, Cáo sẽ thay mặt Cờ Su định hình lại tuổi thơ của anh em bằng việc kể về một câu chuyện có tên Chú Vịt Xấu Xí thông qua nội dung Horror Analog quen thuộc nhé. Ta hãy cùng bắt đầu thôi! Có thể với một số bạn ở đây thì câu chuyện Chú Vịt Xấu Xí với tên tiếng Anh là The Ugly Duckling đã không còn là một tựa đề xa lạ. Cá nhân mình nhớ rằng bản thân mình trước đây cũng từng được nghe giáo viên tiểu học kể về nó trước giờ đi ngủ. Nhìn chung thì đây là một câu chuyện cổ tích nổi tiếng tới từ Đan Mạch với góc nhìn trọng tâm được đặt vào một con vịt, sinh vật đáng thương đã bị gia đình xa lánh vì quá xấu xí. Cuộc đời của cậu ta vì thế cũng là một chuỗi những bi kịch của sự tủi nhục. Thế nhưng, sau khi đã trải qua tất cả những khó khăn ấy, thì vào một ngày mùa xuân, chú ta chợt nhận ra bản thân là một con thiên nga tuyệt đẹp. Và với một kết thúc có hậu như vậy, thì đây rõ ràng là một câu chuyện nhằm truyền động lực và giúp cho con người ta vượt qua nghịch cảnh, tự tin hơn vào bản thân. Thế tuy vậy, với bộ Horror Analog mà chúng ta sắp tìm hiểu, thì liệu nhân vật chính có nhận được một happy ending tương tự hay không? The Ugly Duckling, created by 47797401. Ngày xưa, bên cạnh một hồ nước yên bình, có một thiên nga mẹ đã sinh ra những quả trứng đầu tiên. Không rõ vì lý do gì, nhưng trong số đàn con ấy đã có một cá thể vô cùng đặc biệt. Nó thực chất là một con vịt. Có thể thấy, ngay từ những dòng mô tả đầu tiên, câu chuyện này đã có rất nhiều điểm khác lạ so với nguyên tác. Thay vì là một chú thiên nga đi lạc trong đàn vịt con, thì giờ đây có duy nhất một chú vịt đang lẻ loi giữa bầy thiên nga. Chi tiết này giải thích cho phân cảnh bị lỗi phông chữ ở đầu tập phim khi mà tiêu đề bị chuyển từ Chú Vịt Xấu Xí thành Thiên Nga Xinh Đẹp. Điểm khác biệt ấy chắc chắn sẽ làm thay đổi các giá trị nhân văn cốt lõi mà câu chuyện muốn truyền tải. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với vịt con trong quãng đời về sau? Cũng không quá khó đoán, vì là kẻ duy nhất khác biệt giữa một bầy thiên nga, vịt con do đó cũng nhanh chóng bị các anh chị em của mình phân biệt đối xử, bởi chúng cho rằng cậu ta xấu xí. Về phần thiên nga mẹ, cứ ngỡ rằng bà ta sẽ đứng ra hòa giải cho các con, nhưng không. Bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ, bà ta thừa nhận rằng chú vịt không phải là con của mình. Để chối bỏ cậu, thiên nga mẹ đã nhẫn tâm mổ vào đầu chú vịt tội nghiệp và đồng thời nguyên rủa cậu bằng những lời lẽ mang nặng từng sát thương. Mày nên biết là nhìn mày rất quái dị và mày sẽ không bao giờ trở nên xinh đẹp được đâu. Đáng buồn là điều này không chỉ xảy ra trong ngày 1, ngày 2, bởi vì chú vịt thì vẫn thường xuyên bị cách ly khỏi phần còn lại của đàn. Trong trường hợp nếu vô tình chạm mặt nhau thì các anh chị em thiên nga sẽ liên tục đả kích về ngoại hình có phần nhỏ con, cơ thể hôi hám cùng cái mỏ dẹt xấu xí của chú. Đặc biệt, bộ lông của vịt con là thứ bị chê bai nhiều nhất bởi màu sắc của nó đơn điệu và kết cấu thì thô thiển. Dù cho có nằm mơ đi chăng nữa thì sinh vật tội nghiệp này cũng sẽ chẳng bao giờ có được bộ lông óng mượt mà thiên nga sẽ sở hữu. Hiển nhiên, đứng trước sự dè bỉu lớn đến như vậy, vịt con đã lựa chọn ra đi trong im lặng. Cả bầy đều cho rằng đây là dấu hiệu tốt. Thậm chí, đến cả thiên nga mẹ cũng cho rằng vịt con là sinh vật đã làm cho ô uế vẻ đẹp của gia đình mình. Do đó, ngày tháng cứ thế tiếp tục trôi qua mà chẳng còn ai nhớ tới chú vịt năm xưa nữa. Cho tới một thời điểm, cả đàn thiên nga giờ đã trưởng thành. Con nào con nấy đều có cho mình một bộ lông tuyệt đẹp cùng cái cổ dài đầy kiêu hãnh. Đứng bên bờ hồ, thiên nga mẹ tin rằng bầy con của mình đã đủ khôn lớn và đây chính là lúc chúng phải tách đàn để đi lập gia đình mới. Thả trôi theo dòng nước yên bình, bầy thiên nga bắt đầu ôn lại những kỷ niệm cũ. Một trong số đó bao gồm cả câu chuyện về chú vịt năm xưa. Sylvie, một cô thiên nga trong bầy, đã bày tỏ sự hối hận của mình và đắn đo về việc tại sao vịt con lại đột ngột biến mất. Tuy nhiên, điều đó đã nhanh chóng bị Simon, một chú thiên nga khác trong đàn, gạt bỏ, vì hắn cho rằng vịt con không xứng đáng là một thành viên trong gia đình. Nghe vậy, Sylvie đã kịch liệt phản đối. Cô cho rằng mọi người không nên phân biệt đối xử với vịt con chỉ vì cậu ta khác biệt như vậy. Câu chuyện qua lại như vậy cũng kéo dài đến hết cả một ngày. Bóng tối dần bao phủ lên mặt hồ. Từ trong bụi cỏ, bỗng xuất hiện cặp mắt đáng sợ của một kẻ rình rập nào đó. Simon nhanh chóng trở thành nạn nhân đầu tiên bị bắt đi. Đến lượt Sylvie, khi cô nhận ra cả đàn của mình đều đã biến mất, thì đó cũng là lúc cô trở thành nạn nhân cuối cùng. Đoạn phim tiếp tục cắt cảnh trở lại với mẹ thiên nga. Nhiều năm nữa lại trôi qua, giờ đây bà muốn các con của mình trở về nhà để có một buổi tụ họp gia đình. Nhưng đáng buồn là chẳng có đứa nào xuất hiện. Với một dự cảm không lành trong đầu, bà liền bơi xuôi theo dòng nước, nơi mà năm xưa bầy con đã rời đi. Cho đến khi nhìn thấy một nhà kho gần bờ, mẹ thiên nga mới chợt nhớ đây chính là địa điểm mà Simon thường lui tới. Bà cất tiếng gọi con, nhưng đáp lại thì chỉ là sự im lặng. Tò mò tiến vào căn nhà để kiểm tra, chờ đợi mẹ thiên nga là một cảnh tượng kinh hoàng. Simon, come on darling, I want to see how my beautiful boy has done. Every day I wrote out, and every day I was reminded that I am inadequate. You're a freak, an ugly freak. Your feathers, your beak. Good luck trying to keep your perfect family. It will be hard to continue your pure bloodline if everyone is dead. You want to know what I've done? I think you know. I have become beautiful. No one came looking for me when I disappeared. And now, no one will come looking for you. Đến đây, toàn bộ diễn biến có trong horror ngắn The Ugly Duckling đã kết thúc. Đúng như ta đã ngờ vực ngay từ đầu, câu chuyện này quả nhiên không hề có một cái kết tốt đẹp. Câu chuyện được đặt ra khi này nằm ở bài học đạo đức của câu chuyện. Rốt cuộc thì nó muốn truyền tải điều gì? Trước khi đi vào phân tích bộ phim thì Cáo muốn nói tới một chủ đề rộng lớn hơn. Đầu tiên, cần phải khẳng định rằng cổ tích nói chung vẫn luôn là những tác phẩm đẹp. Với The Ugly Duckling gốc tới từ tác giả Hans Andersen, câu chuyện đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa rằng sự độc đáo và khác biệt của mỗi cá nhân đều đáng trân trọng. Do đó, chúng ta không nên đánh giá người khác dựa trên vẻ bên ngoài mà hãy yêu thương và chấp nhận sự khác biệt ấy. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng một số giá trị trong câu chuyện đã bị lỗi thời bởi nó được xây dựng dựa trên những định kiến và quy chuẩn của xã hội cũ. Câu chuyện gốc nhấn mạnh sự biến đổi từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga xinh đẹp và đang ngầm khẳng định rằng vẻ đẹp ngoại hình rất quan trọng và đồng thời gây nên một thiên kiến về việc thiên nga đẹp hơn các loài khác. Thế còn với câu chuyện dị bản mà ta vừa tìm hiểu thì sao? Có thể thấy, thông điệp mà bộ phim này truyền tải đã tác động lên một khía cạnh hoàn toàn khác. Không chỉ đơn thuần là câu chuyện về vấn đề đẹp, xấu. Tại đây, ta được thấy nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự khác biệt. Nếu như dựa theo góc nhìn của chúng ta, con người thường sẽ cảm thấy thích thú trước một bộ lông mềm mịn vàng óng của vịt con hơn là vẻ ngoài sushi của thiên nga lúc còn bé. Tuy nhiên, vẫn phải nhắc lại rằng đó là quan điểm về cái đẹp trong mắt con người. Khi đặt góc nhìn vào bầy thiên nga, thì sự khác biệt của vịt là một thứ chúng không cảm nhận được, và đó cũng chính là lý do khiến cho vịt con bị phân biệt đối xử. Mặt khác, cũng trong chính câu chuyện này, ta còn được thấy những vấn đề đương thời được phim nhắc tới, như là yếu tố nền tảng gia đình hoặc là môi trường sống. Với chú vịt nhân vật chính, cậu ta bị chính mẹ của mình ghẻ lạnh. Thực ra thì ta biết giữa chúng không hề có mối quan hệ máu mủ nào cả. Thế nhưng tuy nhiên, ở vịt và nhiều loài gia cầm khác đều có chung một đặc tính được gọi là hiện tượng in dấu hoặc là ấn tượng đầu đời. Theo đó, sau khi chui ra khỏi vỏ trứng thì vịt sẽ coi thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẹ của mình. Và chính vì lý do này, thế nên thiên nga đã vô tình trở thành bà mẹ bất đắc dĩ. Điều đó nói lên thực tế rằng một đứa trẻ không được phép lựa chọn hoàn cảnh mà mình sinh ra. Do đó, việc chú vịt coi một sinh vật khác loài làm mẹ nhưng thứ nhận lại thì chỉ có sự ghét bỏ đã khiến cho cậu ta gặp nhiều nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu. Chính cho điều đó đã dẫn tới phân cảnh có ở cuối phim, khi mà vịt nói rằng thời điểm nó bỏ đi thì chẳng có ai biết đến, thì việc không ai biết được bà mẹ thiên nga đã bỏ mạng ở đây cũng sẽ là điều dễ hiểu. Điều này cũng phần nào làm sáng tỏ dòng chữ chú thích Created by you, mother ở đầu tập phim, ám chỉ rằng nguồn cơn mọi chuyện là do người mẹ mà ra. Nhìn chung, câu chuyện chỉ đơn giản nói về sự trả thù, thế nhưng nó cũng cho biết rằng quá khứ của một kẻ sát nhân có thể sẽ là nguyên nhân gây nên con người của họ. Không hề bênh vực, chỉ là điều này sẽ giúp cho ta có một cái nhìn đa chiều hơn mà thôi. Về yếu tố cuối cùng được nhắc tới liên quan đến xã hội và môi trường sống, thì vấn đề lớn nhất được nêu bật trong phim chính là tính bầy đàn. Đây đồng thời cũng là nguyên nhân khiến cho vịt con bị bỏ rơi, bởi môi trường sống ấy vốn không thuộc về cậu. Có quá nhiều khác biệt từ ngoại hình cho đến tư duy đã khiến cho vịt con không thể hòa nhập với đàn thiên nga. Một chi tiết đáng chú ý nằm ở thiên nga Sylvie. Trong nửa sau của tập phim, ta thấy khi Sylvie đã trưởng thành, cô là cá thể duy nhất đứng ra bênh vực cho nhân vật chính. Cơ mà chẳng phải năm xưa cô cũng hùa theo anh chị em của mình để tẩy chay vịt con hay sao? Chi tiết này một lần nữa nhấn mạnh rằng vấn đề nằm ở tính bầy đàn. Khi mà cả đàn đều có chung một suy nghĩ nhằm loại bỏ kẻ khác biệt, thì với một người có tư duy đi ngược đám đông như là Sylvie, việc cô thể hiện quan điểm sẽ biến cô trở thành kẻ khác biệt thứ hai, và đó cũng chính là lý do khiến cho Sylvie không dám làm trái ý của các anh chị em khác. Chi tiết này cho thấy tính bầy đàn có một khả năng chi phối cực kỳ lớn. Đáng buồn là vì mọi chuyện đã xảy ra, thế nên Sylvie sau cùng cũng không thể thoát khỏi số phận bị nhân vật chính bắt cóc. Sau chừng ấy năm, vịt con vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu nói rằng cậu không bao giờ có thể trở nên xinh đẹp. Vì thế, vịt con đã ra tay sát hại cả bầy thiên nga với mục đích sau cùng là đánh cắp bộ lông của chúng và gắn lên cơ thể mình, điều mà ta đã thấy sau khi chú lộ diện ở cuối tập phim. Ok, và trên đây là toàn bộ nội dung đã có trong The Ugly Duckling, một dĩ bàn thú vị dưới dạng Horror Analog của câu chuyện cùng tên. Anh em thấy video này như thế nào? Có đủ thú vị hay không? Và nếu như cảm thấy hứng thú với những nội dung của chúng mình thì đừng quên để lại một like cũng như một subscribe để không bỏ lỡ các thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyên mục lần sau. Bye bye!